Mắt cảnh sát. Tập 24. Xưa này gia tộc của cô có tư thù hoặc ân oán gì với ai không? Không có. Sau khi biết được việc này, cô đã liên lạc với ai? Chồng của tôi và những người bạn khác. Còn ai khác biết không? Tài xế. Tiếp theo là chồng tôi. Bây giờ chồng cô đang ở đâu? Không biết. Anh ta không nghe điện thoại của tôi. Chúng tôi dự định ly hôn mà. Xảy ra chuyện lớn như vậy, anh ta cũng không xuất hiện sao? Có lẽ anh ta ra nước ngoài rồi. Anh ta không cho tôi báo án. Thôi được, lát nữa cô hãy khai hết những người cô đã từng liên lạc, mối quan hệ giữa cô và họ thế nào, viết ra thật tỉ mỉ, được không? Chúng tôi đã sắp xếp cho cô một gian phòng ở đây. Trước khi vụ án chưa được làm sáng tỏ, cô không được rời khỏi. Cái gì? Tôi không được ra ngoài à? Thôi, cô nghỉ ngơi đi, được không? Chú Trung, tôi cảm thấy cô ta chưa nói ra hết sự thật. An Khiết, cô ở lại đây. Nhiệm vụ của cô rất quan trọng. Thứ nhất là để ý các tin nhắn của bọn bắt cóc gửi đến, báo cho tôi và trung tâm biết. Được. Thứ hai, vẫn phải cố gắng làm việc với cô ta, cố gắng bảo cô ta phối hợp phá án với chúng ta. Còn những người khác, chiếu theo danh sách của Liễu Lệ Sa viết ra, điều tra từng người. Tôi cảm thấy trọng điểm vẫn là nhắm vào chồng cô ta và người tài xế. Rõ. Sếp Bạch, tôi cảm thấy bọn bắt cóc đã bố trí người theo dõi Liễu Lệ Sa. Nếu như cô ta không về nhà, chúng chắc chắn sẽ nghi ngờ. Điểm này hy vọng trung tâm chỉ huy sẽ có sự chuẩn bị. Câu hỏi này khá hay. Thật ra khi trung tâm chỉ huy muốn đưa cô ta đến chỗ này, đã chuẩn bị xong cả rồi. Đã tìm một người có ngoại hình giống như cô ta làm người thay thế. Anh Đông, anh ta hiện đang ở đâu? Tôi không biết. Cô hãy nhanh chóng liên lạc với anh ta. Được, được. Không ai nghe cả, gọi tiếp đi. Vẫn không ai nghe máy. Trong vòng một phút, bảo tài xế của cô dứt bỏ điện thoại, cúp về nhà ngay. Nếu không sẽ cắt bỏ một ngón tay của con trai cô. Làm thế nào đi? Cô hãy nhanh chóng liên lạc anh ta, gọi cho trung tâm chỉ huy giúp tôi. Theo tôi về đi, buông tay ra. Anh đứng lại. Không gọi được, không gọi được, vẫn không gọi được. Trong một phút, một phút sẽ kết thúc trong nháy mắt. Con trai tôi phải làm sao đi? Đừng sốt ruột, cô đừng nôn nóng. Nào, cô lấy điện thoại này gọi tiếp đi. Tôi sẽ sử dụng cái này. Hy vọng họ vẫn chưa thay sim. Im lặng, ngồi yên, không được la. Alo, anh Đông, cậu đừng nói gì nữa. Mau dứt bỏ điện thoại rồi về nhà đi, mau lên. Ờ, được. Alo. Không cần nữa. Cảnh sát An, qua đây. Cô xem này.
Nói lại lần nữa, chuẩn bị 20 triệu, không được gọi cảnh sát. Để lúc đó sẽ liên lạc với cô. Có phải bọn họ sẽ không làm hại đến Minh Minh nữa không? Tạm thời có lẽ là không. Phát lại lần nữa. A Đông, cậu đừng nói gì nữa, mau dứt bỏ điện thoại rồi về nhà đi, mau lên. Anh nghe ra được bối cảnh trò chuyện của họ ở đâu không? Rất ồn ào, giống như ngoài đường. Đúng, có tiếng ồn của xe hơi. Hình như còn có tiếng của máy khoan sửa đường. A Đông vẫn chưa có tin tức, vẫn chưa về nhà, vẫn chưa ai nghe điện thoại. Alo, chị Liễu, là tôi đây. A Đông, bây giờ cậu đang ở đâu? Lúc nãy xảy ra chuyện gì vậy? Tôi cũng không biết. Bọn khốn kia nhắn tin cho tôi, nói tôi ngăn cậu lại, không được làm. Chị Liễu, yên tâm đi, tôi biết phải làm những gì rồi. Không nói nhiều nữa. Này, A Đông, lúc nãy cậu đang làm gì vậy? Nè, alo, người này là A Đông à? Đúng, là anh ta. Phóng to lên xem nào. Sếp Bạch, nhìn kìa, chẳng phải Lưu Dân sao? Alo, Lưu Dân, anh đây. Em, lúc nãy em đến đường Giải Phóng làm gì vậy? Trời ơi, cái gì mà theo dõi em? Em nghe anh nói đang họp à? Cầu Phi, vậy đi, anh thay tôi đến tòa soạn báo tìm Lưu Dân hỏi thăm một lát. Chú ý, đừng làm lộ chuyện của chúng ta, hiểu rõ không? Không sao đâu, tôi đi đây. Anh tìm tôi có việc gì? Sau khi ăn xong tôi còn có việc phải làm nữa. Có việc gì thì nói mau đi. Chiều nay tôi có nhìn thấy cô ở đường Giải Phóng. Nè, sao anh lại nghiêm túc vậy? Giống như là tôi đã làm việc gì mờ ám vậy. Nhưng mà Bạch Vân Phong cũng có hỏi tôi. Sao vậy? Cô thì làm được việc gì xấu chứ? Cô mà làm việc xấu thì thế giới này hết người tốt rồi. Chiều nay phục kích bọn trộm ở đường Giải Phóng, lúc đó tôi nhìn thấy cô, chắc cô cũng thấy hắn chứ? Không có. Tôi nhớ lúc đó bên cạnh cô còn hai người đàn ông. Hai người đó là ai vậy? À, họ chính là đối tượng phỏng vấn của tôi. Nhân viên của xưởng nội thất Quê Tân. Xưởng nội thất Quê Tân à? Đúng vậy. Sếp Bạch, có kết quả điều tra rồi. Hai người đàn ông đó chính là công nhân của Liễu Lệ Sa tại xưởng nội thất Quê Tân. Một người tên Trịnh Kim, một người tên Điền Quý Văn. Người tên Điền Quý Văn nửa năm trước đã bị xưởng nội thất cho thôi việc. Tên Trịnh Kim hôm nay cũng không đi làm. Được, tôi sẽ liên lạc với sở ngoại phái nơi họ ở ngay. Ngoài ra còn có một việc. Khi tôi hỏi thăm tin tức của Điền Quý Văn với những người trong xưởng, hình như họ cũng không muốn trả lời, cảm giác như rất dè chừng. Sếp Bạch, theo tôi có cần kêu Liễu Lệ Sa phối hợp để giải thích mối nghi vấn này không? Thôi được. Lưu Dân, như vậy là ý gì? Cô định đưa tôi đi đâu đây? Ngày trinh sát, anh sợ tôi đưa anh đi bán hay sao? Nè, cô đừng nói như vậy nữa. Hai chúng ta bây giờ là đồng nghiệp của nhau đó. Được rồi, có phải bắt anh đi vào hang cọp đâu. Phải bắt được cọp con nữa chứ. Bên này, đi thôi. Sếp Bạch. Sếp Bạch, thế nào rồi? Có tin tức của bọn trẻ nhà tôi chưa? Đừng nôn nóng. Bây giờ tất cả bộ máy công an đều đang hoạt động. Hoạt động bất kể ngày đêm. Vẫn là câu nói ấy. Để giải cứu bọn trẻ trong thời gian sớm nhất, cô cần phải hợp tác thật tốt với chúng tôi. Có phải các anh đã điều tra được gì rồi không? Mời cô ngồi. Hai người này cô có quen không? Không quen.
Bọn họ là công nhân của xưởng nội thất Quê Tân. Cũng không trách được, đâu phải người nào cô cũng quen. Huống chi những người đã bị cho thôi việc. Sao vậy? Bọn họ có liên quan đến vụ bắt cóc này à? Đây chính là cái chúng tôi muốn tìm hiểu ở chỗ cô. Theo lời các công nhân ở xưởng cô, người tên Điền Quý Văn này đã bị cô cho thôi việc nửa năm trước. Nhưng khi hỏi đến chuyện của anh ta thì người trong xưởng cũng không đồng ý nhắc đến. Cô hãy cho biết là nguyên nhân gì? Là hắn à? Ở đây phòng ốc không được lớn lắm. Tiểu Kim, các anh không được làm vậy. Quả nhiên là các anh. Các anh không được làm vậy. Tại sao không được làm vậy? Người đàn bà kia mắc nợ chúng tôi ít quá hay sao? Tôi thật sự không hiểu. Cô ta đã cho anh những gì mà anh cam tâm làm tôi mọi cho cô ta như vậy? Thứ gì là thứ gì? Tôi sẽ không nói ra đâu. Các anh dừng lại đi. Tiểu Kim à, chẳng phải cậu nói sẽ có tiền ngay hay sao? Cậu hãy nói thật cho tôi biết đi. Tiền đó là từ đâu ra? Chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao? Tôi muốn làm một vố lớn với các anh em của tôi. Là một vố lớn à? Việc làm này của các anh là việc làm phạm pháp, anh có biết không? Phạm pháp? À, họ Liễu kia áp bức chúng ta như thế thì không phạm pháp hay sao? Chẳng coi mạng sống của công nhân chúng ta ra gì thì là không phạm pháp sao? Anh nhìn anh Ngưu đi, bị máy móc trong xưởng đè cho tàn phế. Cái này anh biết. Nhưng tại sao anh ta lại tàn phế, anh có biết không? Lẽ ra anh ta sẽ không tàn phế, anh có biết không? Anh không hề biết. Cô ta nói rằng máy móc trong công xưởng mỗi lần tắt máy đều phải xin phép cô ta, nên đã làm lỡ mất thời gian. Nếu không phải vì lão Điền đây mặc kệ những quy tắc ấy để cứu anh Ngưu ra. Anh Ngưu còn ở đây không? Chính vì vậy á họ Liễu kia bảo lão Điền phá vỡ quy tắc của cô ta, nên đã đuổi việc ngay. Việc này tôi quả thật không biết. Nhưng mà chẳng phải chị Liễu đã mang tiền đến bồi thường cho anh Ngưu rồi sao? Số tiền ấy đủ mua cả đời của anh Ngưu không? Anh có biết rằng anh Ngưu hiện đang mắc phải triệu chứng co rút cơ bắp hay không? Còn Tiểu Ngũ nhà anh ta lại mắc phải bệnh bạch huyết cấp tính. Hôm nay vừa nhận được thông báo, bệnh viện nói rằng nếu không trả nổi chi phí thì đừng mong được ở lại bệnh viện nữa. Anh nói phải làm sao? Làm sao đây? Trời ơi, cho dù như thế nào chúng ta cũng không được làm việc phạm pháp chứ. Tiểu Kim, lũ trẻ vô tội mà, thả chúng ra có được không? Tiểu Kim, rốt cuộc thì cậu đã làm việc tài trời gì rồi? Việc tài trời gì? Bọn trẻ nào? Làm gì có? Nói vậy họ chỉ muốn trả thù sự bất công của cô nên đã bắt cóc con cô. Cũng có thể. Sếp Bạch, theo anh, đây có phải là quả báo không? Tôi không nói vậy. Chẳng phải anh vừa nói là bất công hay sao? Tôi bất công không? Ngô sư phụ bị tàn phế, tôi đã chiếu theo quy định của sở lao động bồi thường cho anh ta hết rồi. Còn người tên Điền Quý Văn kia, hắn ta phá vỡ quy định của công xưởng thì tôi phải đuổi việc. Tôi đuổi việc anh ta, đuổi việc anh ta tôi cũng đã bồi thường rồi, đúng không? Tôi có gì mà bất công chứ? Bây giờ chúng ta không thảo luận chuyện này. Cứu người mới là việc quan trọng nhất. Alo. Alo, tôi là Bạch Vân Phong. Không ai ở nhà. Thôi được, tiếp tục theo dõi, đừng để lộ mục tiêu. Bắt cóc con cô ta? Ý anh là thế nào? Tôi bắt cóc con cô ta khi nào? Chẳng phải anh nói, anh dám nói anh không động đến bọn trẻ không? Trước mặt với giả lưu, tôi nói thẳng ra hết. Tôi chỉ muốn cùng vài người anh em vào xưởng trộm một ít gỗ đem đi bán thôi. Còn kia mà, chúng ta dù có thế nào cũng không thể làm những việc như vậy được.
Số tiền này nếu tôi lấy thì có yên lòng hay không? Cậu làm vậy là giúp tôi à? Cậu đang hại tôi đó. Hơn nữa tôi cũng chưa làm mà. Trưa nay lão Điền nói với tôi, anh ta kêu ký giả Lưu đồng ý giúp chúng ta, cho nên tôi đã không làm nữa rồi. Không có thật à? Thật sự không có. Xin lỗi ký giả Lưu. Cô xem, cô vừa đến đã gặp phải chuyện này. Anh Ngô, tôi giới thiệu với anh, đây là ký giả Lưu của báo đô thị. Bài báo tiết lộ việc trong công ty của chúng ta cứu người còn phải xin phép cắt điện là do cô ta giết đó. Đúng rồi, vị này là đồng nghiệp của tôi, ký giả Cừu. Xin chào, xin chào. Anh Ngô, lần này Tiểu Ngũ có hy vọng rồi. Ký giả Lưu vì chuyện của Tiểu Ngũ mà tổ chức một hoạt động quyên góp. Cảm ơn. Cảm ơn các vị. Đó là việc nên làm. Thật ra chỉ cần các anh cho chúng tôi biết hoàn cảnh khó khăn, trong xã hội vẫn còn rất nhiều người có lòng nhân ái. Yên tâm, anh và con anh chắc chắn không sao đâu. Hai vị ký giả, tôi có một việc muốn xin hai vị. Anh nói đi. Chàng trai này, cho dù là đi ăn trộm hay làm việc gì phạm pháp, cũng chỉ vì tôi thôi. Các vị đừng đưa tin này ra ngoài có được không? Dù sao thì tôi sẽ không cho họ làm những việc như vậy đâu. Nếu không, chúng tôi có khác gì với những người vô lương tâm kia đâu. Chúng tôi hiểu ý của ông rồi. Cảm ơn. Ủa, sao lại có 300 đồng ở đây vậy? Đây chắc là Adam khi nãy để lại. Thằng nhóc này xem ra vẫn còn chút lương tâm. Nó theo người đàn bà kia bao lâu nay rồi, đáng lẽ phải biết bà ta không phải là người tốt chứ. Tôi nghe người ta nói, người đàn bà này vì muốn ly hôn với chồng đã dở rất nhiều thủ đoạn. Như vậy đi, vì tôi là ký giả mới đến của tòa soạn, có một số việc tôi không rõ bằng ký giả Lưu. Như vậy có được không? Các anh hãy kể lại chi tiết hơn về người đàn bà ấy rốt cuộc là người như thế nào. Tiểu Kim, hay là anh kể cho anh ta nghe đi. Kể một chút thôi. Nè, anh đừng nói rằng tôi không biết anh đang nghĩ gì đó. Chắc chắn anh đang nghĩ đến việc hai đứa trẻ kia phải không? Bọn trẻ, đúng vậy. Bọn trẻ nào? Đừng giả vờ nữa. Tôi đã đoán ra được rồi. Hai đứa con của người phụ nữ kia chắc chắn đã xảy ra chuyện. Có thể là mất tích, còn không thì bị người ta bắt cóc. Đó chính là nguyên nhân mà sếp Bạch các anh kêu anh tới tìm tôi à, đại trinh thám. Hôm nay tôi phải gọi cô là đại trinh thám. Nhưng mà lần này cô đã tự cho mình thông minh rồi. Tôi tự cho mình thông minh à? Đúng, cô đó. Chỉ có vài câu nói thôi mà cô đã nghe thành ra một vụ án bắt cóc. Tôi khâm phục cô thật. Này, những tin tức giả kia của các cô vì vậy mà càng ngày càng nhiều phải không? Ai nói vậy? Nè nè nè, đi sai rồi. Chẳng phải anh nói muốn về đồn sao? Cái gì mà về đồn? Kêu cô tự cho mình thông minh thì cô không chịu nhận. Tôi về đó làm gì? Đêm khuya rồi, tôi về nhà ngủ đây. Chị dâu, vậy đi. Chị cứ dừng lại ở phía trước cho tôi. Ngã tư phía trước ấy. Chị có thể tiết kiệm một đoạn đường, được không? Tôi đi đây. Được rồi, cảm ơn cô ký giả lớn nha. Tạm biệt. Nè, tôi nói cô nghe, việc này tôi phải nhắc nhở cô, tốt nhất là cô đừng suy nghĩ phiến diện. Thật đó, cô có biết những vụ án mất tích hoặc bắt cóc như vậy, nếu như cô ngang nhiên xông vào, cuối cùng người xui xẻo là người ta, người vui vẻ chính là cô, có biết không? Anh thông minh lắm. Tôi đi đi, tạm biệt. Được, đi đi, tạm biệt nha. Lái xe chậm thôi, tạm biệt. Theo như những chứng cứ tôi mới vừa thu thập được, mối hiểm nghi giữa A Đông và Điền Quý Văn có thể được xóa bỏ rồi chứ. Trước mắt có thể thấy khả năng tham gia trực tiếp vào vụ bắt cóc của họ không lớn. Nhưng vụ án ngày nào còn chưa phá được, thì chúng ta vẫn phải nắm rõ tất cả các hoạt động của họ. Đúng. Trưa nay chúng ta sẽ liệt kê ra danh sách những người có liên quan đến Liễu Lệ Sa, điều tra tất cả và phải phân tích.
đặc biệt là những số điện thoại liên lạc với Liễu Lệ Sa sau khi sự việc xảy ra. Theo như những gì Cầu Phi vừa mới phân tích khi nãy, tên Lục Minh, chồng của Liễu Lệ Sa, có lẽ chính là một manh mối quan trọng. Chuyện gì? Tình hình bên anh thế nào? Chúng tôi đang liên lạc với anh ta thông qua một số người quen của anh ta, nhưng vẫn chưa liên lạc được. Chỉ nghe có người nói rằng hai ngày trước anh ta đã đi Hồng Kông. Nhưng mà điều này vẫn chưa hợp tình hợp lý lắm. Tuy hai vợ chồng họ chuẩn bị ly hôn, cho dù là giống như Trịnh Kim nói, do hai vợ chồng xảy ra tranh chấp về tài sản, dù sao thì người bị bắt cóc cũng chính là con của anh ta. Sao anh ta lại không lo lắng? Xem ra đáp án trực tiếp của vấn đề vẫn đang nằm trên người của Liễu Lệ Sa. Nhưng mà bây giờ có lẽ quá muộn rồi. Biết rồi. Việc này Cục trưởng Bạch đã phê duyệt. Nhưng mà hay là gì? Vài ngày nữa hẳn nói, có được không? Trời ơi, cái này không nói được. Đây là kỷ luật. Đã mấy mươi năm rồi, thêm vài ngày thì đã sao? Đợi khi vụ án vừa kết thúc, tôi sẽ về xử lý ngay. Sẽ xong ngay thôi. Tôi cúp máy đi. Sếp Bạch, vậy chúng ta chỉ còn 48 tiếng mà thôi. Sáng sớm của hai ngày sau, tôi nhất định sẽ để bọn trẻ được tự do ngắm mặt trời mọc. Thế nào, đói bụng phải không? Muốn ăn rồi à? Được, vậy thì hai đứa bay hứa với tao một việc, thì tao sẽ cho chúng mày ăn, có được không? Vậy thì chúng mày hứa với tao không được kêu la như đêm hôm trước. Nếu không thì tao sẽ không cho chúng mày ăn nữa, có biết không? Nói chuyện đi. Biết rồi. Được, cầm lấy. Cô Liễu, câu hỏi tiếp theo đây của chúng tôi có thể liên quan đến đời tư của cô. Nhưng để vụ án sớm được giải quyết, hy vọng cô sẽ trả lời thật lòng. Sao cô và chồng cô lại ly hôn? Có lẽ anh ta không thích tôi. Không thích một người phụ nữ làm kinh doanh. Việc kinh doanh của hai người là do hai người cùng làm hay là chỉ một người kinh doanh? Khi bắt đầu là hai chúng tôi làm chung, sau này có lẽ tôi đã làm nhiều hơn. Cho phép tôi hỏi một câu có thể khiến cô cảm thấy khó xử. Hai đứa bé đều là con của cô và chồng cô chứ. Nè, sao anh có thể hỏi như vậy? Đương nhiên là phải rồi. Vậy tại sao bọn trẻ bị bắt cóc, anh ta không hề lo lắng? Vậy là nguyên nhân gì? Hỏng rồi. Bọn chúng đã biết tôi báo cảnh sát. Tôi đã nói, nếu như các người báo cảnh sát, bọn trẻ sẽ mất mạng ngay. Làm sao đây? Tại sao bọn họ lại biết tôi đã báo cảnh sát? Nghe đây, nếu như các người báo cảnh sát, các người có khi nào là người khác? A Đông. Alo, sếp Bạch. Lục Minh vừa mới đến phân cục báo cảnh sát, bây giờ đang trong phòng tiếp khách. Anh xem phải làm thế nào. Là anh ta. Ai vậy? Lục Minh đi báo cảnh sát rồi. Lục Minh à? Các anh nghe đi, Lục Minh có thể đang bị theo dõi.
hoặc là anh ta đang do thám, cho nên các anh phải làm qua loa, nhất định không được cho anh ta biết việc cô Liễu đã báo cảnh sát. Vậy đi. Gọi điện thoại cho Lục Minh, kêu anh ta tuyệt đối không được báo cảnh sát. Được, được. Ông Lục, vừa rồi ông nói hai đứa trẻ nhà ông đã bị người ta bắt cóc, nhưng mà chúng tôi vừa hỏi cô Liễu vợ ông, tìm hiểu rõ sự việc, cô ta nói không hề có chuyện đó xảy ra. Chắc chắn cô ta sẽ nói như thế rồi. Tôi nghi ngờ đây chính là một vở kịch do chính cô ta làm đạo diễn. Vậy thì cho phép tôi hỏi ông, con ông sống chung với ông hay là cô Liễu? Với cô ta. Vậy thì đúng rồi. Vậy thì sao ông biết con của ông đã bị bắt cóc? Chính miệng cô ta nói với tôi mà. Theo tôi thì ông ấy về nhà tìm hiểu kỹ rồi đến đây. Sợ các anh lại có thể vô trách nhiệm như vậy, ít nhất cũng phải đi kiểm tra một chút chứ. Ông Lục, ông đừng nóng giận, tôi sẽ đi kiểm tra cho ông ngay, được không? Alo. Là cô à? Lục Minh, tôi cầu xin anh, có việc gì thì chúng ta sẽ thương lượng riêng, anh đừng báo cảnh sát, nếu không bọn trẻ sẽ tiêu ngay, Mạnh Mạnh sẽ tiêu ngay. Thôi được, tôi sẽ đến tìm cô sau. Được rồi, tôi biết rồi. Sếp Bạch, rốt cuộc các con tôi thế nào rồi? Bây giờ xem ra thì tin nhắn này chỉ là một lời cảnh cáo, chưa hề có hành động thật sự, cho nên cô vẫn phải đợi. Tiếp theo vấn đề vừa rồi, thái độ của Lục Minh đối với việc bọn trẻ bị bắt cóc, cô không cảm thấy lạ sao? Có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân thật sự được không? Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Lục Minh luôn nghi ngờ Minh Minh không phải là con ruột của anh ta. Sự thật thì sao? Đương nhiên là phải. Còn một đứa bé tên là Manh Manh nữa, anh ta không nghi ngờ sao? Thôi được, 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 tôi không biết. Làm sao tôi biết được trong lòng anh ta đang nghĩ gì? Anh cho tôi biết, có phải Lục Minh đã bắt cóc bọn trẻ không? Hả? Đây là Ngô Quê, một người bạn của tôi. Hôm qua cô gọi điện tìm người này à? Đúng. Tôi nhờ anh ta gom góp tiền giúp tôi. Nghe anh ta nói gì? Đừng nhắc đến việc báo cảnh sát. Alo, A Quê à? Chị dâu à, tôi về rồi đây. Chị tìm tôi có việc gì không? Tôi muốn nhờ cậu góp tiền giúp tôi. Chị cần dùng gấp à? Chị thiếu bao nhiêu? Cũng khá nhiều, khoảng hơn chục triệu. 13 hay 14 triệu có không? Nhiều vậy à? Việc kinh doanh của chị gặp rắc rối sao? Trời ơi, cứ cho là như vậy. Cậu cho tôi biết có giúp được hay không? Giúp thì cũng có thể giúp được, nhưng đúng vào thời điểm này công ty đang ghim hàng nhiều quá. Đến tuần sau thì có thể sẽ giúp chị được vài trăm ngàn. Cái gì? Vài trăm ngàn? Vài trăm ngàn mà còn phải đợi đến tuần sau, được tích sự gì chứ? Ây ây, chị dâu gấp vậy sao? Cậu cho tôi biết, cậu có giúp được không? Chị có nghĩ đến những cách giải quyết khác hay không? Cách giải quyết khác gì chứ? Tôi cho cậu biết. Tiền, tiền chính là cách giải quyết tốt nhất. Cậu có hay không? Nói nào. Chị dâu à, chị tìm Lý Đại Quân đi. Có thể anh ta... Thôi thôi thôi, bỏ đi. Nhắc đến hắn làm gì? Đừng nhắc đến nữa. Vậy như vậy đi chị dâu, tôi thử tìm bạn bè xem có giúp đỡ được gì không. Vậy đi. Sếp Bạch, sếp Bạch, cảnh sát giao thông đã tìm thấy chiếc xe ấy ở Hoa Đô rồi. Ăn Khiết, cô hãy ở lại đây trông chừng. Được. Sếp Bạch sai rồi, không phải đường này. Đúng vậy, chúng ta sẽ quay về ngay.
Tại sao chúng ta không đến Hoa Đô nữa à? Tôi có trực giác rằng bọn này đang muốn đánh lạc hướng chú ý của chúng ta, chơi trò này với chúng ta. Được, xem ra bọn chúng sắp sửa tiến hành thúc ép Liễu Lệ Sa nhiều hơn rồi. Lát nữa cậu hãy nói với bên cảnh sát giao thông tạm thời đậu chiếc xe ấy ở chỗ họ, có thời gian sẽ xử lý. Được. Nè, Lão Lục. Là Ngô Quê à? Chẳng phải anh đi Hồng Kông sao? Đúng, mới về thôi. Thế nào? Nghe chị dâu nói việc làm ăn của hai người hình như gặp vấn đề. Chúng tôi à? Đúng, đúng rồi. Anh chị đang chuẩn bị ly hôn. Anh xem tôi kìa. Cô ta còn nói gì với anh nữa? Hình như việc làm ăn đang thiếu hụt hơn 10 triệu. Không nói gì nữa à? Không. Anh có biết chuyện cô ta báo cảnh sát không? Báo cảnh sát? Không có, không có, không có. Tôi chỉ hỏi vậy thôi, chỉ hỏi vậy thôi. Trời ạ, à, không đến nỗi đâu. Đúng rồi, cô ta nói tiền chính là cách giải quyết vấn đề tốt nhất. Thế mà đến tìm tôi thì có bản lĩnh gì chứ? Nên tôi tìm bạn xem có giúp được không? Lý Đại Quân à, hai người cũng biết mà. 3 năm trước nếu như không phải thì cô ta dám nhắc chuyện này sao? Xem anh kìa, đã 3 năm rồi, quá khứ rồi. Hơn nữa việc này đâu phải là do tôi nói, quen biết nhau cả mà. Anh xem, mọi người đều biết cả. Anh thấy chị dâu bây giờ gặp chuyện, hẳn không thể nào không giúp, đúng không? Sếp Bạch, thế nào rồi? Cô Liễu, vừa rồi chúng tôi đã nghiên cứu một cách nghiêm túc cuộc điện thoại của Lục Minh. Cô có thể đi. Sếp Bạch, tôi không đi có được không? Tại sao? Tôi rất lo lắng. Nếu như bọn trẻ đúng là do Lục Minh bắt cóc, nếu như chúng nó xảy ra chuyện gì thì sao? Việc này chúng tôi cũng đang nghiên cứu kỹ rồi và đã bố trí chặt chẽ. Cô yên tâm, cô và bọn trẻ sẽ an toàn. Nếu cô đi thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc phá án. Lát nữa cảnh sát An ở trên xe sẽ dặn dò cô những điều cần làm. Nhưng mà tôi vẫn phải nhắc nhở cô giữ đúng nguyên tắc của chúng ta. Thôi được, không được nhắc đến việc cảnh sát dính vào chuyện này. Xin chào, xin hỏi hai vị dùng gì? Cho tôi 2 ly cà phê. Dạ được, đợi một lát. Tìm tôi có việc gì không? Cô hỏi tôi à? Chẳng phải cô muốn tìm tôi sao? Tôi hỏi anh, tại sao anh lại báo cảnh sát? Nói vậy cô vẫn chưa báo à? Tôi nghĩ cô cũng không dám báo. Anh dám sao? Chẳng lẽ anh không sợ làm hại bọn trẻ? Thôi đi, cô không báo là vì bọn trẻ sao? Là vì tiền của cô mà thôi. Cô là loại người chỉ biết có tiền. Tôi rất thích tiền. Thì đã sao? Tôi thích tiền, nhưng tôi vẫn còn biết bảo vệ các con. Hổ dữ còn không ăn thịt con. Anh thì sao? Nói ra nghe như mình cao thượng quá. Các con, các con. Rốt cuộc là con của ai hả? Của tôi. Các con của chúng ta. Tờ giấy giám định chẳng phải đã ở ngay trước mặt anh sao? Cô nói cái này à? Cô còn nhắc đến giấy giám định sao? Tôi vừa được biết cô đã bỏ ra 3.000 đồng để mua nó. Thế nào? Nói không nên lời rồi à? Đồ đê tiện. Việc gì cũng có thể làm được. Đại ca, hai đứa nhóc này khó xử lý quá. Em thấy sớm muộn gì cũng mang lại phiền phức. Hay là anh gọi điện thoại cho ông chủ, dứt khoát giết bớt một đứa đi. Ông chủ đã nói với tao rồi, lúc cần thiết thì chúng ta có thể làm vậy. Minh Minh chính là con của cô và Lý Đại Quân. Bây giờ tôi nghi ngờ Manh Manh, không biết lại là con rơi của ai đây. Bắt cóc các con à?
Tôi nghĩ nhà này chúng đang chơi đồ vui vẻ trong biệt thự của Lý Đại Quân. Mạnh Mạnh, Mạnh Mạnh chính là con gái của anh. Cô cấu kết Lý Đại Quân lừa lấy tiền của tôi. Tôi nói anh biết Lục Minh. Nếu tôi báo cảnh sát thì anh sẽ là người đáng nghi ngờ nhất. Cô đi báo đi. Tôi lại cảm thấy cô mới là người đáng nghi. Anh còn đổ cho tôi à? Tôi cho anh biết, tôi đã báo cảnh sát rồi. Cảnh sát sẽ đến bắt giữ anh ngay thôi. Anh có tin không? Không xong rồi sếp Bạch. Xảy ra chuyện rồi. Tiến hành phương án khẩn cấp. Để ý tình hình xung quanh. Trương Giặc, anh phụ trách Lục Minh. Bắt đầu từ giờ phút này, không được để anh ta có cơ hội truyền đạt tin tức gì cả. Chú ý, phải bắt giữ anh ta trong lúc xung quanh không có kẻ tình nghi nào. Khi khống chế được anh ta, lập tức tịch thu điện thoại và các công cụ thông tin mang về đây. Hành động. Tôi không muốn nói với cô nữa. Cảnh sát đây, mời anh đi với chúng tôi. Lấy điện thoại của anh ta. Lên xe, lên xe. Làm gì vậy? Đừng đẩy tôi. Im lặng, im lặng. Anh ấy bình tĩnh. Tôi là người bị hại. Làm gì vậy? Ngồi xuống. Trương Giặc, trước hết chúng tôi không phải bắt giam anh, mà là mời anh về hợp tác điều tra. Còn anh có phải là người bị hại hay không thì phải xem anh khai như thế nào. Anh nên hỏi cô ta. Cô ta và Lý Đại Quân. Cô ta và Lý Đại Quân mới là chủ mưu. Anh bình tĩnh đi. Bình tĩnh lại đã. Mời anh ngồi. Trương Giặc, lấy giấy bút. Rõ. Sếp Bạch, tôi hy vọng anh hãy bình tĩnh, nói chậm rãi. Tôi đã rất bình tĩnh rồi. Tôi cho anh biết, tất cả đều do Liễu Lệ Sa và tên Lý Đại Quân gây ra. Họ bắt cóc con của mình, uy hiếp tôi, bắt tôi đưa tiền chuộc. Anh nói xong chưa? Vậy tôi hỏi anh, anh nói bọn họ bắt cóc các con của anh, anh có chứng cứ không? Tôi nói nhiều như vậy không phải là chứng cứ sao? Hai tên dâm phu dâm phụ này qua lại với nhau, cắm sừng tôi đến bây giờ. Anh cứ luôn miệng nhắc đến Lý Đại Quân. Anh ta là ai? Đến nước này tôi cũng không sợ mất mặt nữa. Anh ta là người tình của vợ tôi. Anh ta làm nghề gì? Quen với Liễu Lệ Sa trong hoàn cảnh nào? Lý Đại Quân là đống sự trưởng của công ty thực nghiệp Đại Tuấn, chuyên bán sản phẩm máy tính và đồ kỹ thuật số. Lúc ấy tôi và Liễu Lệ Sa vừa kết hôn không bao lâu, chẳng có tài sản gì cả. Hai chúng tôi muốn lập một xưởng nội thất, nhưng không thể lấy ra số vốn lớn đến như thế được. Lúc ấy Liễu Lệ Sa thông qua bạn bè quen biết với Lý Đại Quân. Không lâu sau họ đã trở nên khá thân thiết. Sau này Lý Đại Quân đã giúp chúng tôi về tiền vốn. Đối với việc của hai người họ, tôi không nghĩ gì nhiều, cũng không quản chặt, chỉ xem như bạn bè giúp nhau thôi. Nhưng mà 3 năm trước, Lý Đại Quân kinh doanh thất bại, không đủ vốn để xoay sở. Có một hôm, Lý Đại Quân tìm đến tận nơi cầu xin Liễu Lệ Sa. Đúng lúc tôi đứng ngoài cửa nghe được chuyện của họ. Chị Liễu, chị cũng biết tình trạng của tôi hiện nay. Tại sao chị còn ép tôi như vậy? Đại Quân, không phải là tôi ép anh. Anh cũng biết đó. Mỗi nhà mỗi cảnh cả thôi. Anh tưởng rằng hoàn cảnh của tôi tốt hơn sao? Người ta cũng đang ép tôi đây. Chị Liễu, trời ơi, dù sao thì hai chúng ta cũng còn có chút tình cảm chứ. Nhớ lại khi xưa, lúc chị gặp khó khăn nhất, tôi cũng đã dốc hết sức để giúp chị mà. Nói dễ nghe quá, giúp vô điều kiện à. Lúc đó là do anh bị sắc đẹp hớp hồn. Dù sao thì đó cũng chính là mối tình của hai chúng ta. Cái đó phải nói là tôi còn trẻ con khờ khạo, rơi vào bẫy của anh. Sao cô có thể nói như vậy? Nếu cô đã bất nhân thì đừng trách sao tôi bất nghĩa.
Chẳng lẽ cô không sợ tôi nói việc này cho lão Lục nhà cô nghe sao? Được thôi, tốt lắm. Nói đi, ngay bên cạnh nè. Tôi cho anh biết. Nếu anh cho anh ta biết thì anh ta sẽ càng ép anh nhiều hơn thôi. Đến lúc ấy chỉ có thể trách bản thân anh thôi. Lần này thì không cần lo lắng Lý Đại Quân không trả tiền chúng ta nữa. Nè, anh nói gì đi chứ? Hai tên gian phu dâm phụ, thật không biết xấu hổ, dám cho tôi cấm sừng đến ngày hôm nay. Lục Minh, anh dám đánh tôi à? Khi xưa tại sao tôi phải làm vậy? Chẳng phải là chỉ vì tiền? Chẳng phải là vì chúng ta không có tiền sao? Cô nói vậy tất cả là vì tôi sao? Đúng, tôi không đồng ý chịu nghèo. Anh đồng ý không? Tôi muốn giàu có. Anh không muốn sao? Nhìn xem, nhìn xem tất cả đồ đạc trong nhà này. Nếu như trước đây tôi không làm vậy, anh có không? Được, tôi không nói với cô. Tôi hỏi cô, Minh Minh có phải là con của Lý Đại Quân không? Anh nói lung tung gì vậy? Cô bảo tôi phải tin cô thế nào đây? Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy. Cô ta chứng minh như thế nào? Cô ta đưa ra một tờ giấy giám định con ruột, lại là đồ giả. Tháng trước bỗng nhiên cô ta nói muốn ly hôn với tôi. Thật không ngờ, Thì ra cô đã lén lút chuyển 5 triệu cổ phiếu của tôi đi mất à? Thật không ngờ cô lại đi trước tôi một bước. Thế nào Lục Minh? Anh dám nói, anh dám nói anh không giấu giếm tôi chuẩn bị sẵn nhân việc ly hôn không? Tại sao tôi phải ly hôn với cô? Tự cô phải hiểu rõ. Tôi cho cô biết, sẽ có một ngày cô sẽ hối hận, cô sẽ bị quả báo. Vậy anh nghi ngờ rằng vì chuyện của Minh Minh, Liễu Lệ Sa và Lý Đại Quân còn vẫn dương nhau? Bây giờ Lý Đại Quân giàu có rồi. Tôi đã nói Lý Lệ Sa là một con người chỉ biết có tiền mà thôi.